núi gì vậy chú? Hả? Núi nè. Núi nè. À. Có núi tên chua, không? Núi Vũng Chua. À. Có người ở trên không? Vũng Chua. Có tháp ở đài truyền hình ta lên. À. Có giờ học không? Sáng người ta hay đi tập thể dục. Mình là đang đi vô lấy vé. Rồi tiếp tục chết hình lấy vé. Giống như mê cung vậy. Đây là vô phòng chờ nè. Ăn uống no nê rồi coi giáo bụng lên trên. Trời đất ơi. Nó gãy nè nè. Đã cho anh, cho anh. Đã không? Đây là hai đứa nhỏ đi lần đầu đi máy bay. Đó. Chọn giống bài lai ca không chọn? Giống không? Taxi. Taxi để đi vô. Đây là cà phê 24 giờ ở đường Võ Thiện, cà phê cá coi, coi cá. Đó.
Đây là Dũng, Dũng Anh Trần cùng MMO Quy Nhơn. Cái này hướng ra biển không chú? Ra biển đó. À, dạ. Cái đường xuống dưới là cái đường dọc theo biển. Dạ, có biển ra này dọc đi đường anh Vương. À, anh Dương Dương. Dương Dương hả? Dạ. Giống nhà hàng này hả? Mỹ Tho. Mỹ Tho quá vậy? Đường này nó cỡ bự cỡ đường Hùng Dương ở Mỹ Tho nè. Nhà hàng cũng gần biển nha, cũng ra biển đúng rồi, hay Âu rồi. Đi Nhân Hải phải qua cầu Thị Nại. Đây ra đó chắc cũng 22 chạy đi ra ngoài đảo á. Ra đảo mà có cây cầu bắc ngang biển. Chiều ra tắm biển nè. Nước bây giờ ra nó mưa động này nó đục nước à. Động nó trong. Dạ. Ở ngoài Nhân Hải chắc biển nó sạch hơn. Phải đó, nó sạch hơn. Dạ. Này Bình Định, thành phố Quy Nhơn. Tỉnh Bình Định. Quan gì khu viên rồi đi tận khu. Vợ của Nhật qua đây nè, mà không biết ở hai đứa đi tận ở huyện nào à? Vợ của thằng Nhật á. Vợ Nhật ở Bình Định mà không biết huyện nào á. Bình Định nó rộng. Dạ rộng. Mà nghe nói khu ở ngoài gần núi này kia chắc gần sân bay đó. Không, người núi ăn lão lắm. À. Dạ. Ăn lão Phong Sơn luôn á. Còn sân bay nó cũng gần đây mà. À. Rồi hôm nay sân bay vô ba mấy cây. Ba bốn. Dạ. Để nó xuống nhà mình máy nha, nó chịu quen. À, à, vô tái vô dầu với bò tạt. Do mình đưa vô mã bên đây. Rau. Rau. Chấm ra miếng nè. Chỗ nè. Ok. Đây là bánh xèo Quy Nhơn. Cái này gọi là cái mè. Thôi quay dừng lại. Dừng lại đi. Rồi hai đứa vô cái trong ngồi đi. Đây nè, đây. Đây. Đây là siêu thị ở Quy Nhơn.